Một cõi trời. Cõi trời là nơi của những người tích rất nhiều phước báo qua nhiều kiếp, sau đó được tái sinh về nơi đây. Những người ở cõi này thường được gọi là thần tiên, tuổi thọ là cao nhất. 2. Cõi Atula. Những người ở cõi này tích được rất nhiều phúc báo, làm rất nhiều việc thiện. Nhưng chúng sinh ở nơi này thường hơn thua, tranh đấu lẫn nhau vì bản chất tham sân si, nóng nảy, muốn được người đời ca tụng. 3. Cõi người. Chúng sinh ở nơi này được cho là rất dễ để tu tập và làm theo chánh pháp, dẫn đến con đường giải thoát, giác ngộ. Đôi lúc, chúng sinh ở nơi này không biết làm việc thiện mà làm nhiều việc ác, nên dễ bị đọa vào các cõi thấp hơn. 4. Cõi súc sinh. Cõi súc sinh là cõi dành cho động vật, côn trùng, vi sinh vật. Cõi này dành cho những chúng sinh không biết phân biệt thiện ác, gây nhiều tội ác mà không biết hối cải. 5. Cõi ngạ quỷ. Cõi này là cõi đau khổ vì chúng sinh nơi này luôn phải chịu đói khát, thiếu thức ăn và nước uống không bao giờ đủ, luôn phải chịu hành hạ bởi thời tiết nắng nóng như lửa đốt và lạnh như băng tuyết. 6. Cõi địa ngục là cõi hoàn toàn đau khổ. Chúng sinh về nơi đây phải chịu hết thảy tất cả các hình phạt đáng sợ, đau khổ mà không diễn tả nổi. Tùy theo các nghiệp ác mà chúng sinh bị đọa vào các tầng khác nhau. Sau khi bị chịu hết thảy các hình phạt đáng sợ ấy, chúng sinh được tịnh hóa rồi bị đày rõ tiếp.